cập nhật tình hình COVID nóng trên địa bàn thành phố Nam Định. Ngày 28 tháng 11 năm 2021, xác định có 55 ca dương tính trong cộng đồng. Trong đó, địa bàn chợ Năng Tĩnh gây chú ý hơn cả, vì là một trong những chợ lớn của phường Năng Tĩnh, nơi có nhiều người qua lại, mua bán mỗi ngày. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Năng Tĩnh, 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 11 năm 2021, nhận được thông tin công dân trú tại số 45 đường Văn Cao có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Năng Tĩnh lập tức triển khai các phương án cấp bách, tổ chức xét nghiệm diện rộng từ tổ dân phố số 1 đến tổ dân phố số 16, gồm 1.200 hộ dân, 2.000 nhân khẩu, kết quả nhiều mẫu test nhanh dương tính. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Nam Định đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm PCR đơn cho các trường hợp test nhanh dương tính và thần tốc lấy mẫu xét nghiệm gộp từ ngõ 12 đến ngõ 36, từ số nhà 43 đến 61 Văn Cao, gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xét nghiệm. Để phòng ngừa dịch lây lan rộng, từ 21 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Năng Tĩnh quyết định tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực chợ Năng Tĩnh, đoạn đường Văn Cao từ số nhà 29 đến số nhà 61, từ ngõ 12 đến số nhà 40, từ số 12/83 đến 24/83, từ số 6 đến 18/136. Phóng viên của chúng tôi đã ghi hình nhanh tại hiện trường đường Văn Cao, nhưng ngôi nhà có trường hợp F1 liên quan đến ca F0 trong cộng đồng đều quây rào, phong tỏa, ngăn không cho người ra vào. Đồ ăn, đồ tiếp tế của người nhà được đặt ở chiếc bàn gần đó, có các đồng chí phụ trách hỗ trợ, tiếp tế. Hiện khu vực đã tiến hành phun khử khuẩn, cách ly trong vòng 14 ngày. Mong rằng tình cảnh này sẽ sớm qua, không phát sinh thêm các ca nhiễm cộng đồng từ chùm ca này, cuộc sống trở lại bình thường. Đến sáng ngày 29 tháng 11 năm 2021, kết quả xét nghiệm PCR khẳng định có 28 trường hợp thuộc địa bàn phường Năng Tĩnh, dương tính với COVID-19 trong đó, 20 ca ở tuyến đường Văn Cao, 8 ca thuộc khu vực chợ Năng Tĩnh. Để ngăn chặn lây lan từ ổ dịch phức tạp tại phường Năng Tĩnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Nam Định yêu cầu các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 phường Năng Tĩnh tập trung cao độ, chủ động khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khoanh vùng gọn nhất có thể và xét nghiệm thần tốc trên diện rộng để phát hiện, bóc tách F0 nhanh nhất ra khỏi cộng đồng. Yêu cầu thông tin yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch đường Văn Cao và khu vực chợ Năng Tĩnh đến tất cả các phường, xã trên địa bàn thành phố truy vết nhanh F1, lấy mẫu sàng lọc sớm. Tiếp đến tối ngày 29 tháng 11 năm 2021, trên địa bàn phường Lộc Hạ phát hiện chùm ca lây bệnh tại chợ Lộc Hạ. Theo thông tin sơ bộ, thì số ca dương tính xuất hiện nhiều khi tiến hành xét nghiệm toàn dân. Như trong hình ảnh chúng tôi ghi lại, toàn bộ cổng chợ đã bị phong tỏa, phía bên trong chợ, những ngôi nhà cũng cách ly với nhà. Đây là chùm ca lây bệnh nguy hiểm thứ hai, vì chợ vẫn luôn là nơi tập trung đông người, tỷ lệ lây nhiễm nguy cơ cao. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong tỏa toàn bộ nhà các F0 và F1, tiếp tục truy vết các trường hợp đã đến và phát thông báo rộng rãi. Các bạn hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng cách khai báo y tế đầy đủ và báo ngay với trạm y tế địa phương nếu đi về từ vùng dịch hoặc có triệu chứng của bệnh. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố, nhiều nơi đã không còn xuất hiện các ca F0 nên tiến hành dỡ bỏ phong tỏa. Điển hình như khu vực Nam Mỹ, nếu như trước đây, toàn bộ đường Đặng Xuân Bảng tính từ đường S2 ngược về thành phố, số hộ gia đình phải phong tỏa kéo dài hơn 1 km. Như hình ảnh thực tế chúng tôi ghi được dưới đây, chốt chặn kéo rất dài. Tất cả các con đường vào ngõ ở khu Nam Mỹ đều chốt cứng, ngoài trăng dây còn sử dụng luồng, gỗ, bịt kín không lối vào. Có thể thấy chính quyền địa phương cực kỳ quyết liệt, ngăn chặn và xử lý triệt để, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 cùng cộng đồng. Hôm nay quay lại thấy toàn bộ rào chắn, dây chắn đã gỡ bỏ, cuộc sống trở lại bình thường. Người dân lại tiếp tục cuộc sống bình thường, phố xá lại hồi sinh. Ngoài ra, trên địa bàn các huyện vẫn xuất hiện các ca dương tính tại những khu cách ly phong tỏa. Duy có một ca cộng đồng của huyện Hải Hưng. Trên đây là điểm tin của chúng tôi về tình hình COVID gây chú ý trên địa bàn thành phố Nam Định. Đừng quên like và nhấn nút đăng ký để tiếp tục nhận các video về tình hình COVID-19 của tỉnh Nam Định bạn nhé.